Tạ Đình Phong, Vương Phi giận ngứt. Tạ Đình Phong và Vương Phi vướng tin trục trặc tình cảm khi họ không ở bên nhau đón thời khắc sang năm mới. Nam diễn viên lựa chọn quay về với gia đình. Ngày 4 tháng 1, Sohu đưa tin chuyện tình cảm của Vương Phi và Tạ Đình Phong luôn bí ẩn và khiến công chúng tò mò. Mới đây, khi Tạ Đình Phong trở về Hồng Kông nghỉ lễ cùng gia đình, có thông tin mối tình cách nhau 11 tuổi đã tan vỡ. Ngoại trừ việc Tạ Đình Phong không ở bên bạn gái đón năm mới, còn có lý do khiến truyền thông tin rằng hai nghệ sĩ trục trặc tình cảm là việc nam ca sĩ đã đưa chú mèo cưng về Hồng Kông cùng mình. Đây là con mèo được nuôi ở biệt thự của Vương Phi tại Bắc Kinh, nơi Tạ Đình Phong sống cùng thiên hậu làng nhạc Trung Quốc. Bên cạnh đó, tháng 11 năm 2022, Vương Phi được trông thấy tâm trạng buồn bã, khóc nức nở khi đi ra khỏi một quán bar. Thời điểm đó đã có thông tin tình cảm của hai nghệ sĩ trục trặc, nhưng Tạ Đình Phong không giải thích. Tạ Đình Phong và Vương Phi hẹn hò kín đáo. Họ thường bị đưa tin đã chia tay, nhưng chỉ ít lâu sau, hai nghệ sĩ xuất hiện cùng nhau để xóa tan tin được ai nấy đi. Tạ Đình Phong yêu Vương Phi từ năm 2002. Tới năm 2002, hai nghệ sĩ chia tay do sự xuất hiện của Trương Bá Chi. Tạ Đình Phong kết hôn với ngọc nữ Hồng Kông và có hai con. Vương Phi cũng lập gia đình với nam diễn viên Lý Á Bằng. Song, cuộc sống hôn nhân của họ gặp nhiều trắc trở. Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi ly hôn năm 2011. Đến năm 2013, Vương Phi và Lý Á Bằng cũng không thể chung sống cùng nhau nên quyết định đường ai nấy đi. Theo chia sẻ từ bạn bè, Vương Phi không thể chịu đựng được việc Lý Á Bằng dùng tiền của cô và quỹ từ thiện của con gái để đầu tư rồi liên tục thua lỗ. Đến năm 2014, Tạ Đình Phong và Vương Phi quay lại với nhau. Họ không tổ chức hôn lễ nhưng gắn bó bền chặt suốt nhiều năm qua dù vấp phải sự chỉ trích, chê bai của nhiều người.